Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Danny nha. Hôm nay Danny đi lên tới một chỗ này chơi, cũng đẹp lắm. Danny đến coi, sẽ quay coi có cái gì hay ho đó, Danny quay cho các bạn xem nha. Với lại một phần Danny muốn nói rằng là Danny còn có vài bữa nữa thôi à. Danny sắp sửa đã đi mổ rồi, cho nên tranh thủ quay một hai cái clip để cho các bạn xem. Mình sẽ đi mổ và mình sẽ nằm ở nhà khoảng chừng 3-4 tuần. Mình sẽ buồn không được đi quay clip cho các bạn xem. Mong các bạn đừng bỏ mình nha. Sau khi mình mổ xong xuôi rồi, mình nằm dưỡng vào vài tuần thôi và mình khỏe lại rồi, mình sẽ đi quay clip cho các bạn xem. Mong các bạn đừng bỏ mình nha. Cảm ơn các bạn nha. Và bây giờ các bạn đi theo mình dẫn các bạn đi tham quan nha. Ok. Chào các bạn nha. Cảm ơn các bạn theo dõi video của Danny nha. Hôm nay Danny đi lên một cái chỗ cũng khá xa cách nhà và cũng khá đẹp lắm. Cái chỗ này vào mùa hè nó rất là đẹp. Nhưng mà Danny muốn quay cho các bạn xem là vào mùa đông, để coi nhìn nó giống sao để cho các bạn xem. Với lại một phần ở đây thì cũng sắp sửa đi mổ rồi, cho nên không có đi quay clip được trong một tháng nữa. Đây thì sẽ nằm ở nhà dưỡng bệnh, cho nên sợ buồn cho nên đi quay clip để cho các bạn xem. Một khi Danny mổ xong xuôi rồi, Danny sẽ nằm ở nhà dưỡng bệnh vài tuần, không đi quay clip được. Cho nên mong các bạn đừng quên Danny nhé. Một khi Danny lành rồi, Danny sẽ gắn quay thêm nhiều video cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn nha. Rồi bây giờ hôm nay đi thăm mình dẫn các bạn đi tham quan nha. Hướng của mình đi á là đi về hướng này nha các bạn. Đây là đi về hướng đông, đây là hướng tây. Đây cái chỗ này á, một hướng á là đi về hướng Enabling Rock là cái chỗ mình sẽ đi nha các bạn. Còn nếu mà đi thẳng về hướng bên này á là mình sẽ đi một chỗ khác nữa. Cái chỗ đó nó kêu là Washington Monument. Mai mốt mình sẽ đi cái chỗ đó sau, nhưng mà bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi cái chỗ này. Cái chỗ này đẹp lắm các bạn. Trời mưa lớn, mình phải quay đầu về lại, cho nên
nên mình không có quay được clip cho các bạn xem. Cho nên hôm nay mình tới đây mình sẽ làm thêm một lần nữa để quay clip cho các bạn xem. Bên Việt Nam, nhưng mà bên Mỹ á, đi hết cái đoạn này và có chừng 5 mai rồi. Trời lạnh nên đi nói chuyện ra khói luôn, các bạn thấy không? Mai mốt á, mùa hè vô á, nên đi sẽ quay đi quay nhiều cảnh đẹp cho các bạn xem. Tại vì bây giờ ở bên Mỹ á, mùa đông thì cũng không có nhiều cái hay ho lắm, nên cũng có một vài cái sự hay ho của mùa đông. Nhưng mà cái lạnh á, nó làm cho cản trở cũng nhiều cái chuyến đi rồi các bạn. Trong vòng khoảng chừng tháng nữa và sắp sửa có tiết rồi, Danny sẽ đi quay tiết rồi cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn xem clip nha. Các bạn thấy không? Xung quanh á toàn là cây khô hết trơn à các bạn. Vào mùa đông này á là lá rụng hết, chỉ còn cây như thân xác thôi các bạn. Mình đi bộ hồi nãy giờ cũng khoảng chừng được 20 phút nha các bạn. Mình nghỉ với lâu vài phút xong mình đi tiếp. Tại lâu quá mình không có đi lên núi á các bạn. Với lại một phần mình cũng bị xương sống gai á, cho nên mình đi hơi nhiều, cái là cái lưng mình hơi đau xíu, cho nên mình ngồi mình nghỉ mệt xíu. Bởi vì vậy tại sao tuần sau nó là mình đi mổ rồi. Hy vọng là mình mổ thành công, khỏe mạnh rồi xong mình sẽ có sức lực, mình sẽ đi quay nhiều cảnh đẹp hơn cho các bạn xem. Mong các bạn thông cảm và đồng hành với mình nha. Ở đây là cũng mấy hành khách rồi, người ta đi du lịch đến chỗ này các bạn. Chỗ này cũng là khá thú vị lắm, cũng đẹp lắm. Mà mình chưa đi tới qua, nhưng mà mình đọc ở trên mạng và mình thấy nhiều người cũng review cái chỗ này đẹp lắm, cho nên mình muốn đi quay thử. Ok, bây giờ mình tiếp tục đi tiếp thôi các bạn ơi.
Là mình có áo này là áo điện á các bạn, nó có điện ở trong này, giữ được nhiệt điện lên cho tới 75 độ F trong vòng 3 tiếng nha các bạn. Hên là mình có cái áo này cho nên mình không có lạnh. Còn
với mình nhiễm mệt cũng khoảng chừng 3-4 lần các bạn. Mình sắp nghĩ chắc là cũng sắp tới rồi. Để các bạn đi theo mình nha. Mình chào các bạn nha. Cuối cùng hồi nãy giờ mình đi bộ cũng được khoảng chừng 1 tiếng mấy chục phút á, 1 tiếng rưỡi. Mình lên được tới trên đỉnh núi cao luôn các bạn. Cái chỗ này á được người ta gọi là The Black Rock ở Annapolis, Maryland. Cái chỗ này đẹp lắm các bạn. Mình đang nằm ở trên đỉnh của một cái núi luôn, rất là cao, rất là đẹp. Để mình quay cho các bạn xem nha. Thank you.
từ dưới đó mình đi bộ lên đây là 1 tiếng 20 phút, mình đã tới chơi đỉnh núi. Để mình lấy cái chỗ này để nhìn xuống cho các bạn xem nha. Thank you.
Cái lúc này các bạn ngồi nghe đây thật sự ớn ớn, các bạn nhìn xuống dưới mà tự nhiên sao cái bụng mình nó giống như là nó bong bóng, nó làm cho mình sợ té xuống đó không ạ. Cao lắm các bạn, mình nghĩ chắc là từ trên đó xuống đó trên cái 10 mét đó các bạn. Mình còn té xuống đó khá là vững và đẹp của mình, cho nên coi lại cũng không mắc cười lắm. Mình sợ té cái bụng lùi mình đi lại đằng sau, mình sợ đứng lên. Hello các bạn, hồi nãy giờ từ trên đỉnh núi mình đi bộ xuống, mà nãy giờ đi cũng gần 1 tiếng 10 phút rồi các bạn. Bây giờ xuống lại dưới chân núi rồi, sắp tới chỗ mình đậu xe của mình rồi các bạn. Đi từ trên và đi xuống dưới, thực sự là từ dưới đi lên trên thì phải chừng mình đứng 2 tiếng rưỡi các bạn. Lên trên đó, lên trên núi nhìn xuống cảnh đẹp lắm các bạn. Cảm ơn các bạn xem video của mình nha. Ta bây giờ là mình xuống lại chân núi nãy lúc mình từ bắt đầu. Hồi nãy mình lên trên núi các bạn, cái cảnh nhìn từ trên nhìn xuống á, trời đẹp như sẽ đẹp luôn, khí hậu thì là đã luôn, mà trên đó nó lạnh như sẽ lạnh luôn. Hôm nay ngoài trời khoảng chừng 30 mấy 40 độ các bạn, rất là lạnh. Đang nghĩ giờ cái chỗ này mà đi vào mùa hè á đẹp lắm. Mai mốt em thì sẽ đi quanh lại chỗ này mùa hè quay cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn xem video của Đen nha. Ok, bây giờ là mình cũng đã về lại cái chỗ di chuyển mình đậu xe của mình rồi nha các bạn. Ok, mình đã về xe mình lại rồi nha các bạn. Lạnh ghê lạnh luôn. Mình đi bộ từ dưới núi này lên tới trên núi đó, rồi từ trên nó đi về đây lại cũng gần 2 tiếng mấy nha các bạn. Là ở chỗ này nó sẽ có nhiều cái chỗ này trên đi đây rất là đã luôn. Thực sự ra các bạn cũng biết là một điều cảnh đẹp, chạy xe từ nhà mình lên đây cả tiếng đồng hồ, mình đi bộ 1 tiếng rưỡi. Thực sự là chỉ được có cái chỗ này còn xem video trong video của mình nha. Chỉ có một cái chỗ này núi. Xin hẹn gặp các bạn ở những video kế tiếp nha. Bye bye. Với lại nó có một chỗ khác nữa, rồi mình đi xuống ra chỗ này rồi mình đi qua cái chỗ kia cách nửa tiếng nữa, nó cũng có một cái chỗ giống vậy nữa. Rồi thôi, hai cái đó thôi mà mình chạy xe được 1 tiếng mấy đồng hồ, mình đi bộ lên được cả trên đi lên và đi xuống được 2 tiếng rưỡi, nhưng còn được 2 cái chỗ để cho tham quan một đoạn dài clip nữa video để cho các bạn xem. Bây giờ vài buổi nữa là mình sẽ đi mổ rồi. Phải nằm ở nhà chịu đựng vài lần. Thấy suy nghĩ lại thấy buồn ghê, tại vì thích đi quay clip để cho các bạn xem. Nhưng mà vài tuần nữa sẽ không được đi quay, phải nằm ở nhà chịu đựng. Cho nên đêm sẽ quay thêm một vài clip nữa để có clip cho các bạn xem. Mong các bạn đừng quên mình nhé. Một khi mình làm được rồi mình sẽ gắn đi quay nhiều clip này cho các bạn xem. Cảm ơn các bạn nhiều nhé. Mong các bạn thông cảm cho mình và đừng bỏ mình nhé. Cảm ơn các bạn. Thank you.
nhất định chủ yếu bên kia mình quay cho các bạn xem. Bây giờ từ đây qua tới bên kia khoảng chừng 30-35 cây bắp. Ok, cái đèo này là cái đèo ở bên kia, mình đi bộ từ cái chỗ đó qua cái đây khoảng chừng 35 phút. Thank you.
Thank you.